Xin chào mọi người. Đã bao lâu rồi thì các bạn chưa nhìn thấy một cái dàn loa kiểu như thế này. Đây, ngay phía sau Huy đây. Một sự kết hợp rất là lâu rồi và cái combo này đánh rất là hiệu quả. Thì tại sao lại có cái dàn này? Thì là như trong video ngày hôm trước bên Huy có livestream thanh lý, thì có một khách hàng mua của bên Huy hai cặp luôn, một cặp full đơn và một cặp full đôi. Do đó anh ấy kết hợp lên một cái bộ dàn như thế này với chi phí rất là hợp lý luôn nha mọi người. Thì để Huy giới thiệu cho mọi người xem về toàn bộ cái chi tiết của cái bộ dàn máy này, xem nó sử dụng những cái thiết bị gì và nó có đáng để đầu tư lâu dài hay không nhá. Thì cái bộ loa này thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta đánh những cái xô từ khoảng 500 khách đổ về, đánh rất là tốt nha mọi người. Rồi, xin mọi người cùng theo Huy nào. Đây, đầu tiên thì cái dàn này sẽ được sử dụng một cặp full đôi và một cặp full đơn. Đây là dòng loa mà đồng bộ neo luôn nha, bát neo và chép neo luôn. Thì trong cái livestream anh khách có chốt được hai cặp loa này thanh lý của bên Huy với giá rất là rẻ, thì nó sẽ giảm đi khoảng tầm khoảng 7 triệu so với cái giá Huy đang thực tế ở trên này, do anh ấy mua được hai cặp loa này khi mà bên Huy thanh lý ha. Một cặp xúc đôi hỏa tiễn, đây cũng là xúc đôi mẫu mới của bên Huy và chất âm của nó rất là tốt ha. Và cái dòng xúc đôi này thì nó chỉ sử dụng từ 220 và công 100 thôi, tuy nhiên chất âm và chất tiếng của nó rất là tốt. Ngoài ra giá rẻ nhưng mà vẫn được trang bị một cặp monitor chất âm rất tốt. Đây là cặp monitor đồng bộ neo 40. Đây là cái mẫu monitor nha mọi người. Thì khi mà chúng ta để loa monitor như thế này thì nó sẽ hướng trực tiếp cái phần lớn âm thanh vào cái phía khách, phía người hát luôn ha. Và ban nhạc công chúng ta có thể nghe được cái chất âm của mình để chúng ta dễ hát hơn, cũng như là dễ điều chỉnh những cái thiết bị âm thanh hơn. Đó. Và một cái dòng loa monitor thì đây là cũng là một cái sản phẩm mới năm 2021. Thì cái monitor nó khác gì so với cái loa full? Rất là nhiều khách hàng hỏi là tại sao cái loa monitor nó có khác gì so với cái loa full. Về hình thức thì nó giống nhau, tuy nhiên thì về cái khoảng phóng âm của nó khác nhau. Loa monitor phủ âm rộng, cái công suất của nó lớn nhưng mà nó không đi xa. Còn cái thằng loa full đôi và full đơn này thì nó phủ âm hẹp hơn, tuy nhiên nó sẽ đẩy âm thanh đi xa hơn là thằng monitor. Thì nếu mà monitor chúng ta thiết kế theo kiểu này thì cái dàn loa của chúng ta nếu mà đưa mic lại gần á, tại vì do là công suất của nó tập trung lại một chỗ, do đó là nó sẽ gây ra tiếng, rất dễ gây tiếng hú micro nha. Do đó là bên Huy sẽ làm ra một cái dòng monitor nó hạn chế được tiếng hú và đảm bảo cho khu vực sân khấu của chúng ta đầy đủ âm thanh tốt nhất có thể ha. Đó, tuy là một cái bộ này nhưng mà tất cả những cái loa của chúng ta đã được cải tiến rất nhiều. Và chúng ta hãy thử xem sau khi setup và lên dàn thì cái combo này sẽ đem lại cái chất âm như thế nào nhé. Rồi, sau đây là dàn máy. Rồi, về dàn máy thì tiếp tục vẫn là một bộ dàn máy rất là chuyên nghiệp ha. Một mixer Dynacord CMF1000, đây là hàng cao cấp của bên Huy. Và cái mixer này thì phải nói là trong cái tầm giá này thì không thể nào tìm ra một cái mixer nào tốt hơn cái dòng này nữa, bởi vì eco và reverb của nó rất là hay và rất là dễ xài, quan trọng là nó dễ xài. Rồi, một bộ chia nguồn ATA8 này, micro mới nhất ATA850. Micro này sẽ cho tiếng sáng và chống hú rất cao. Đi rác 260, cục đẩy 4 kênh ATA8800. Thì dòng cục đẩy này phải nói là được rất là nhiều anh em ưa thích trong cái thời gian vừa rồi. Rất là nhiều khách hàng đem đẩy lên để đổi lại cái dòng này. Chất âm của nó rất là hay ha. Và cục đẩy ATA2800 dùng để đánh cặp xúc đôi. Thì với cái dàn này mà sử dụng cục đẩy ATA2800 phải nói là quá là dư công suất. Nếu mà cái dàn này đi đánh phải nói là 8-9 tiếng đồng hồ, thậm chí đánh cả ngày, cục men này vẫn không nóng nổi nhé. Tại vì nó quá là dư công suất luôn. Thì mọi người nếu mà mình thiếu một chút về chi phí thì mọi người có thể là giảm cái cục đẩy này xuống một chút cũng được. Đó, nó có thể giảm cho ta tầm 4-5 triệu gì đó ha. Rồi,
kèm theo đó là một cái tủ máy 16U. Đây là tủ máy 16U của Việt Nam. Thì cái tủ máy này nó không có cái bàn để ra ở ngoài này ha. Nếu mà anh em nào chúng ta cần cái yêu cầu là để laptop hay là để bình hoa hay là gì đó thì chúng ta hãy mua cái tủ máy 16U thì giá nó cao hơn tầm 1 triệu thôi. Rồi. Và đi cùng với dàn này thì bên Huy sẽ tặng tặng toàn bộ hệ thống dây rắc và dây loa. Tất cả đều là dây loại 1 hết và hàng rất tốt để cho mọi người có thể làm lâu dài và không cần phải lo lắng về việc thay thế những cái thiết bị này. Đó. Rồi ngay sau đây thì bên Huy sẽ test thử âm thanh cho mọi người nghe thử ha. Thì đây là một bộ dàn đầy đủ, do đó là bên Huy sẽ test từ nhạc cho tới tiếng ca. Rất mong mọi người có thể đón xem hết cái video này của Huy ha. Và hiện tại thì bên Huy cũng đã hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người ở trên toàn quốc. Những anh em nào mà chúng ta cần tư vấn về những cái vấn đề trả góp hoặc là về những cái thiết bị âm thanh thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại hotline Huy để phía góc trái màn hình ha. Ok, bây giờ là phần test âm thanh. Xin mời tất cả mọi người cùng đón xem. Và như vậy thì bên Huy đã vừa mới test xong cái chất âm của cái bộ cấu hình dàn này rồi đúng không ạ? Hiện tại là trong mùa dịch nhé, nên là bên Huy không thể nào mà bàn giao tận nhà và setup được tận nhà cái dàn này cho mọi người, quay lên cho mọi người xem được. Do đó là bên Huy sẽ cố gắng test thật tốt ở trong cái công ty của Huy. Sau đó là bên Huy sẽ gửi về cho khách hàng. Trong quá trình sử dụng, nếu còn xảy ra những cái vấn đề như là đi show không tốt hay là chất âm khách hàng không ưng thì bên Huy sẽ có kỹ thuật xuống tận nhà để hỗ trợ cho cái vị khách hàng này. Một lần nữa,
tất cả những anh em nào chúng ta đang xem video của Huy mà chưa bấm đăng ký kênh thì mọi người hãy nhớ là bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho Huy nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau.